Độc hành thiên hạ tập 63 Diệp Phúc một đường đi nhanh Hai ngày sau rốt cuộc đi vào Miêu Cương Phương xa đó chính là Thập Vạn Đại Sơn rồi Chỉ khi đi vào Thập Vạn Đại Sơn Đó là phạm vi hoàng tuyển Ma Tông Dù là đám cường giả trưởng tôn thiệp kia Cũng không dám gây sự trong địa giới của Ma Tông Nếu không đến bao nhiêu Diệt hết bấy nhiêu Tới đây rồi bọn họ mới coi như là an toàn Diệp Phúc cuối cùng cũng tiêu hóa xong Đình lùng hoàng kim bảo tháp Tòa bảo tháp này nặng đến kinh nhân, khiến cho chư thiên thập đạo của hắn đột phá, tiến vào để bắt trọng. Phượng cô nương, cha của cô chiếu đảnh thiên hạ, chỉ sợ ta đã là địch của tất cả tài tuấn trẻ tuổi rồi. Ngày sau e là không dễ chịu cho lắm. Diệp Phúc cười cười cất tiếng nói. Phượng Yên Nhu lo lắng không yên, đang định ăn ủi mấy câu. Đã thấy Diệp Phúc một bộ dáng không hề lo lắng, ngược lại còn mỉm cười, trong lòng không khỏi buồn bực. Diệp Phúc tiếp tục nói. Nhưng mà có thể quyết đấu cùng anh hào trong thiên hạ, đánh bại từng người, dẫm ở dưới chân, đoạt lấy của cải của bọn họ. Đây quả thật chính là chuyện làm ta hưng phấn. Bên trong lời của hắn nói, mang theo hào khí không gì sánh được. Ta đang lo không có đủ tài liệu và linh khí để là nâng cao tu vi của bản thân. Những kẻ này tự đưa đến cửa, quả là hợp ý của ta. Từ trước tới nay, Vũ Hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta liền dùng thi thể những kẻ này đắp ra một con đường vu hoàng cho ta phương yên Du hoàng sợ trong mắt tràn đầy khâm phục mà thầm nghĩ mỗi không có dã tâm lớn như vậy mỗi chỉ muốn đi theo sau huynh nếu là nhị tỷ khổng tước của cô ta ở đây chắc chắn sẽ phải dậm chân dằn dạy cô nàng này là một tiểu phản đô dù sao vài ngày trước phương yên Du chính miệng nói muốn đi theo phía sau khổng tước nhìn cô nàng trở thành nữ vu hoàng diệp húc mang theo nàng tiến vào thập vạn đại sơn trở đại quan tinh phòng, hạ xuống nơi đỉnh núi, hắn liền cảm thấy một luồng không khí khẩn trương. Trên đỉnh quan tinh phòng, không biết bao nhiêu nô bộc bị đè quỳ xuống dưới đất, hướng tình chủ đại điện, mà hoàng sán lại quỳ ở trước nhất, thân thái đỡ đẫn. Hoàng sán đứng lên đi. Diệp vô kẽ nhíu mày trầm giọng nói. Vì đại hán mặt chữ điển này thân hình hơi run lên, lại vẫn không chịu đứng dậy. Diệp sư đệ, vì huynh không cho nó đứng, nó sao dám đứng dậy chứ? Ngụy Hiên chậm chậm đi ra tình chủ đại điện, cười khẩy mà nói. Diệp Phục ánh mắt chớp động mỉm cười nói. Ngụy Sư huynh, sao lại rảnh rỗi đi đến quan tình phòng của ta thế? Tiểu đệ thẹn là phong chủ, lại không có chiều đãi Sư huynh tự xa, còn mong Sư huynh thứ lỗi cho. Hoàng Sán, còn không đi pha trà đi. Hoàng Sán thăng định đứng dậy, Ngụy Hiên hừ lạnh một tiếng, điểm nhiên nói. Ta không cho người đứng lên, người dám đứng dậy sao hả? Cậu ta là đồ đệ của ta, ta bảo hắn đứng dậy, nếu hắn không đứng, đó chính là phản bội sư môn. Diệp Phúc mỉm cười nói, Ngụy sư Huỳnh, ngươi đừng quên, hắn ta là đệ tử của ta đấy. Hoàng sán thân hình run run đứng dậy, yên lặng đi pha trà. Sau một lúc đầu bưng đến hai chén trà thơm, cúi đầu nâng đến trước người của Diệp Húc. Diệp Húc nhấc một ly lên, hắt nước trà xuống đất, lại đem chén đặt lên khay, cười tùm tìm nói, Hoàng sán, tiễn khách. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên, Ngụy Sư Huỳnh uống chén trà hẵng đi chứ. Nguy hiền tức giận đến cả người phát run, giận quá hóa cười nói. Đây là đạo đại khách của quan tinh phong các ngươi sao? Cha của ngươi không uống cũng thế. Ấy. Lão dương mắt nhìn về phía Phượng Yên Dù, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh mà nói. Vị này chắc là tiểu công chúa thiên yêu cùng hả? Xem qua lời đồn quả là không sai. Diệp sư đệ quả nhìn người bắt cóc hai cô con gái của yêu chủ rồi. Lão đứng dậy cười lạnh nói. Ta mất một đứa con, đồ đệ cũng phản bội, nhưng ông trời lại cho ta một cơ hội trở thành con rể yêu chủ thiên yêu cung người muốn trở thành con rể yêu chủ phò mã thiên yêu cung ư diệp húc không khỏi tức cười yêu chủ trọn rể tuyển chính là tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ nhưng tuổi của ngụy hiên còn lớn hơn cả vinh lâm đã sớm không còn trong nhóm tuấn kiệt trẻ tuổi rồi ngụy hiên vốn không có bất kỳ hy vọng nào nhưng diệp húc bắt cóc hai vị công chúa yêu chủ hạ truy sát lệnh lại khiến cho lão thật sự có cơ hội trở thành phò mã của thiên yêu cung. Lão bất tử này không ngờ cũng muốn lấy đầu của ta trở thành con rể của thiên yêu cung ư. Nguy hiền cười lạnh nói, Diệp sử đệ, thánh tông cấm từ đấu, nhưng không cấm khiểu chiến. Người liên tục làm nhục ta, cắt tứ chỉ còn của ta, lại xuất dục đệ tử của ta, chém thần thể của ta. Vì huynh đã xin phép thánh tông, bản tháng sau, tổng đàn thánh tông, hai người chúng ta quyết sinh tử chiến. Một lần giải quyết hết tất cả ân oán. Sử đệ, nếu người sợ thì có thể từ chối ngay bây giờ. Diệp phúc thản nhiên liếc lão một cái, mỉm cười nói: Ngụy sư huynh, người nóng lòng muốn được chết thế sao? Cũng được thôi, tiểu đệ thành toàn cho ngươi. Ba tháng sau, chúng ta ở tổng đàn thánh tông, ta tiễn người lên đường. Được. Ba tháng sau, ta tháo đầu người xuống khỏi cổ, trở thành phò mã của thiên yêu cung. Ngụy hiên cười ha ha, nhẹ nhàng bay đi. Đúng rồi, sư đệ, kinh thư trong tinh chủ đại điện của ngươi vì huynh đã xem qua hết một lần rồi sở học của ngươi ta đều hiểu rõ lần sau gặp lại đó chính là từ kỳ của ngươi đấy tiếng cười kiêu ngạo của lão chuyển đến hành âm vàng vọng khắp nơi diệp húc chớp chớp mắt hiểu rõ ý đồ khi đến của ngụy hiên đơn giản là lão ta liên tục không giết được mình Nên từ trong tâm pháp sở học của mình tìm ra được điểm nhược điểm bởi vậy mới đi vào trong quan tình phòng xâm nhập tinh chủ đại điện lẫn xem điển tịch mà nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão đã lưu lại những điển tịch đó cực kỳ quý báu, mỗi một bản đều huyền diệu phi thường, như nguyên thần thứ hai, thần ngoại hóa thân đều là những pháp môn thượng đẳng trong đó. Cũng mày đến tay của ta, ngoại trừ trừ thiên thập đạo và công đức kim luân luyện bảo diệu quyết, chưa từng tu luyện bất cứ tâm pháp nào của hoàng tuyển thánh tông. Nguy hiền muốn từ tâm pháp trong quan tinh phòng tìm ra được nhược điểm của ta, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng tu vi của lão cao thầm hơn ta nhiều, muốn thắng được trong vòng ba tháng này ta phải tù luyện đến tam thai cảnh, luyện thành nguyên thai mới có vài phần nắm chắc. Hắn nhìn quỷ Hiên rời đi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Sán, đánh giá hắn mấy lần, hư lạnh một tiếng. Sư tôn, ta... Hoàng Sán mở miệng nói, Ngụy Hiên đã thành tâm ma của cậu rồi. Diệp Húc thản nhiên nói, vì sư tưởng nói, cho người một tiền đồ tốt, tâm ma này của người, ba tháng sau ta sẽ giúp người chém đi. Nhưng nếu là trong thời gian này, người thấy lão mà lại quỳ xuống vậy điền cút được bao xa thì cút cho ta. Ta không cần loại đệ tử không có cốt khí như vậy. Hoàng sán thân hình khẽ run, yên lặng gật đầu. Diệp Phúc xoay người nhìn về phía tinh chủ đại điện, thầm nghĩ. ngụy hiên ra vào quan tinh phong ta như trốn không người. Đơn giản là vì ta chưa tế luyện tinh chủ đại điện. Trường ta không có thực lực, nhưng hiện giờ tế luyện tòa tinh chủ đại điện này, với ta mà nói cũng có không phải là chuyện khó. Tế, cựu đỉnh trên đỉnh đầu hắn quả huyện đàn bay lên bao phủ phía trên tinh chủ đại điện từng luồng chân nguyên như sóng triều cuồn cuộn chảy về phía tinh chủ đại điện sau đầu của hắn công đức kim luân hiện lên lấy chân quyền vô cùng hùng hậu thúc giục công đức kim luân chỉ thấy nhân bảo địa bảo hai đạo kim luân sau đầu hắn càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng hòa thành hai vòng tròn đèn lớn phủ xuống tinh chủ đại điện từ khi tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên luyện thành huyện đan Trần nguyên của hắn vô cùng hùng hậu, giống như biển rộng sâu không lường được. Tế luyện tinh chủ đại điện cần tiêu hao trần nguyên cực kỳ khủng bố, nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn vẫn có thể chịu được. Diệp Hùng lúc này tế luyện tinh chủ đại điện có thể cảm giác được tòa đại điện này uy năng cực kỳ khủng khiếp, giống như nuốt trôi cầu vòng mà hấp thu trần nguyên của hắn. Trần nguyên của hắn tiêu hao cực kỳ nhanh với một tốc độ khủng bố, nếu là vũ sĩ huyện đan kỳ bình thường chỉ sợ vài lần hô hấp sẽ tiêu hào sạch sẽ tù vì dù là phu sĩ nguyên đan kỳ cũng không kiên trì được bao lâu chỉ có người như hắn luyện được chín quả huyện đan mỗi một quả đều hùng hậu hơn so với nguyên đan của người khác mới tới mức biến tái như vậy mới có thể chịu đựng được hoàng sán nhìn đến cửu đại huyện đan vẫn lờ lửng trên khoảng không tinh chủ đại điện từng dòng chân nguyên từ trong huyện đan chảy ra nhưng huyện đan lại không hề thu nhỏ lại trong lòng rung động vạn phần Chính quả huyện đan này mỗi một, một quả ẩn chứa lượng chân nguyên so với vũ sĩ nguyên đan kỳ như hắn còn hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần mà lúc trước khi hắn phụng mệnh hủy hiên đuổi giết diệp húc bước cho diệp húc phải chạy trốn khắp nơi chưa từng nghĩ tới mới hơn một năm qua đi mà diệp húc đã trưởng thành đến bước này rồi có thể nói hiện giờ diệp húc muốn xử tử hắn căn bản không cần dùng lấy lực lượng chỉ là hơi ra lực một chút nên có thể nghiền chết hắn giờ phút này diệp húc hoàn toàn chính là ân sư của hắn chỉ điểm cho hắn tu hành chính cái ầm ầm mấy tiếng chân quyền của diệp húc xâm nhập càng sâu vào trong không gian tinh chủ đại điện hắn lúc này mới phát hiện bên trong tinh chủ đại điện không hề đơn giản như bề ngoài không gian bên trong tòa đại điện này mở rộng hết sức rộng lớn nó giống như một gốc đại thụ cắm gốc cắm rễ bên trong quan tinh phong tòa linh sơn này mỗi một điều linh mạch đều liên kết với tinh chủ đại điện chỉ cần chủ nhân tinh chủ đại điện muốn bất cứ lúc nào cũng có thể đem tòa quan tinh phong này thu hết vào bên trong tình chủ đại điện. Khó trách cung Ngọc Nương nói nắm tình chủ đại điện trong tay mới được xem là chủ nhân chân chính của quan tinh phong. Hiện giờ ta mới xem như là chân chính đứng đầu quan tinh phong. Diệp Phúc nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận phẩm hội. Chỉ thấy tất cả những gì xảy ra trong quan tinh phong đều khống chế trong tay của mình. Chỉ cần bản thân khẽ động tâm niệm liền có thể xử tử bất cứ kẻ nào trong núi, cho dù là loại cường giả tam thần cảnh như Ngụy Hiên, chỉ cần đi vào quan tinh phong, vào trong phạm vi bao phủ uy năng của tinh chủ đại điện, Diệp húc muốn xử tử lão cũng không cần tốn nhiều sức. Dù sao tinh chủ đại điện dùng một cái liền có thể chấn chết lão. Quan tinh phong chính là linh sơn nơi ẩn cư sau khi thoái ẩn của nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão. Uy năng của trấn sơn trị bảo này hơn xa những linh sơn khác gần với tổng chủ nhất mạch. Không biết có thể thu hồi kiện vũ bảo này không nhỉ? Nếu có thể, thì dù bất cứ kẻ nào đuổi giết ta, đều có lực chống lại. Lên! Diệp Húc thúc dục cửu lại huyện Đan định nhổ cả gốc rễ tòa đại điện này lên. Chỉ thấy đại điện dùng đền dữ rồi lắc lạc bày lên. Âm âm mấy tiếng, tòa đại điện này vừa mới rời khỏi mặt đất. Chỉ thấy dưới đại điện từng linh mạch từ trong lòng quan tinh phong bị kéo nhô đầu ra. Trong đó thấp nhất cũng đã tạm dài đỉnh mạch. Ước chừng có hơn trăm điều phần nhiều là tứ dai, ngũ dài linh mạch, đặt tại một chỗ ước chừng có thể ngàn điều, giống như dưới đại điện trấn áp hơn ngàn con linh dao. Từng điều linh mạch ngũ nhan lục sắc, tản ra khổng lồ uy năng, kỳ vọng vô cùng. Diệp Húc thậm chí còn có thể nhìn thấy, trong đó có mấy điều linh mạch không biết tên, đều thô to hơn 10 trượng, quanh thân trải rộng lồi văn, nhẹ nhàng động một cái liền liên tục phát ra lồi âm. Những điều linh mạch này cất chứa linh khí, tổng hợp lại một chỗ còn nhiều hơn rất nhiều. Những linh mạch đó hẳn là lục giai linh mạch, bình nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão phong ấn trong quan tình phòng ôn dưỡng linh mạch, khiến cho chúng đó trưởng thành, bình thường căn bản không có người dùng những linh mạch đó tù luyện. Đại điện tiếp tục bay lên, đột nhiên một luồng lực lượng mênh mông bị đại điện xé rời đuối. Đây là một điều linh mạch to trăm trượng, kim quang lóng lánh, hình dạng giống như thiên lòng, dường nành búa vút. Linh mạch chấn động, thậm chí quan tình phòng cao tới vạn nhận cũng là lay động dữ dội có thể nói gần như cũng bị nhổ tận gốc. Điều linh mạch này vừa thò đầu ra, liền ép cho cửu đại huyện đàn của Diệp Húc nổ tung, hóa thành chín con sông chân nguyên quay trở lại trong đan đỉnh. Tình chủ đại điện đã không có chân nguyên của hắn chống đỡ, âm âm rơi xuống đất. Quan tình phòng cũng đình chỉ mà rung động. Thật dài linh mạch sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh, uy năng mà điều linh mạch này tản ra gần như vượt qua cường giả tam thần cảnh là gốc rễ nền móng của quan tình phong xem ra tòa tinh chủ đại điện này bị định ở quan tinh phong rồi nếu ta thu tòa đại điện này đi tận sẽ đem quan tinh phòng nhổ tận gốc tất cả linh mạch đều bị ta thu đi mà hoàng tuyền ma tông căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra tuy nhiên lực lượng khủng bố mà điều thất sai linh mạch kia tản ra khiến cho hắn không khỏi tâm động hiện giờ tu vi của hắn thâm hậu tu luyện rồi cần lượng linh khí kinh nhân tạm dài linh mạch thậm chí còn không đủ cho hắn nâng cao một cảnh giới nhỏ tư dài linh mạch miễn cưỡng chống đỡ cho hắn tù luyện một đoạn thời gian nhưng rất nhanh sẽ tiêu hào sạch sẽ cho dù là ngũ giai linh mạch có nhiều linh khí hơn cũng không đủ để hắn dùng chỉ là có lục giai linh mạch thật giai linh mạch không ngừng hấp thu địa khí hóa thành linh khí mới có thể thỏa mãn hiện giờ ta tế luyện tình chủ đại điện thành công có tòa đại điện này ngày thường liền có thể dùng linh khí mà những linh mạch đó sinh ra đủ để ta tu luyện đến nguyên đan kỳ. Nhưng im lặng tu luyện như vậy, trong vòng ba tháng, chỉ sợ không thể khiến ta tu luyện đến tam thai cảnh, thậm chí cả nguyên đan kỳ cũng không thể tu thành. Diệp Phúc chào mày thầm nghĩ. Ba tháng, thời gian quá ngắn, thật cấp bách. Diệp Phúc trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ba tháng sau, nếu tu vi của hắn không đạt tới tam thai cảnh, nếu đấu chính diện với Ngụy Hiên, thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của vị cường giả tam thần cảnh đã luyện thành nguyên thần này. Lấy tính cách có thủ tất báo của ngụy Hiền kia, Diệp Phúc khẳng định đến lúc đó mình sẽ sống không bằng chết. Nếu có thể sử dụng tinh chủ đại điện thì tốt rồi. Sự vào món vô bảo này, Nguy Hiền sẽ bị bột kích của ta mà vong mạng. Tuyệt đối không cần dùng đến chiều thứ hai. Tinh chủ đại điện chính là trấn phong chi bảo mà thủ vị thái thượng trưởng lão luyện chế ra. Ngọc lầu của vị thái thượng trưởng lão kia mở ra đến tầng thứ 8 là một vị cường giả tam bất diệt cảnh vụ bảo ông ấy luyện chế chính là bất diệt chỉ bảo. Diệp Húc chỉ vừa mới tế luyện tòa bảo điện này, còn có rất nhiều uy năng của nó mà hắn chưa thai phá, phát triển ra được. Nếu là phát huy uy lực của kiện vụ bảo này, thế tất có thể xuyên thủng hư không, khai thông dị vực không gian, phải làm sao mới có thể nâng cao tu vi trên diện rộng đây? Diệp Húc ánh mắt chớp động, cẩn thận suy tư, thật lâu sau rốt cuộc ngẩng đầu thầm nghĩ, cướp lấy, chỉ có cướp đoạt của cải bốn phương mới có thể khiến ta trong thời gian ngắn nâng cao tu vi thực lực của mình mới có thể diệt trừ được ngụy hiên mà muốn đoạt lấy của cải chuyện đơn giản nhất chính là tiêu diệt những tên tài tuấn trẻ tuổi truy xa ta diệp phúc đi vào tinh chủ đại điện tâm điểm khẽ động chỉ thấy bên trong tinh chủ đại điện lập tức có luồng linh khí cực kỳ nồng đậm không ngừng từ trong quan tinh phong trào ra hắn trước đây không biết tác dụng kỳ diệu của tinh chủ đại điện lúc này cuối cùng cũng tế luyện được tòa bảo điện này cái cách sử dụng đó đã hiểu rõ, dễ dàng liền có thể đem một ít linh khí mà linh mạch trong quan tình phòng sinh ra, dẫn dắt lên, hội tụ bên trong đại điện. Ta sẽ không ở lại nơi đây tu luyện từng bước, tinh chủ đại điện dùng để tăng ngọc lâu của ta. Hắn Tết khởi tịch nhìn đầu xuất bạch ngọc lâu bốn tầng của mình lên, xuất hiện ở bên trong linh khí vô cùng đồng đậm. Tinh chủ đại điện rút ra linh khí của hơn ngàn điều linh mạch sinh ra. Mỗi một nơi linh khí được sinh sản đều cực kỳ khủng bố Đủ để cung ứng cho cường giả tam thần cảnh, thậm chí tam tương cảnh tu luyện hàng ngày. Cho tới nay, Diệp bốc đều cảm thấy linh khí không đủ dùng, cho nên không có tăng ngọc lâu của mình lên, mà là dùng để nâng cao thực lực của bản thân. Giờ đây hắn vừa mới tới khởi tòa tịch nhìn đầu xuất bạch ngọc lâu, và ngọc lâu này liền lập tức điên cuồng hấp thù linh khí trong điện, đem tất cả linh khí hút sạch sẽ. Ngọc lâu của hắn dường như đã đói khát quá lâu, không ngừng cắn nút linh khí mới sinh ra. Cùng lúc đó, phẩm giai của Ngọc Lâu cũng không ngừng nâng cao. Từng hơi thở đi qua, liền tự bạch Ngọc Lâu tăng lên thành Hắc Ngọc Lâu, sau đó tiến đến thành Quang Hàn Ngọc Lâu. Hắn để toàn Ngọc Lâu này lại trong tình chủ đại điện, đi thẳng ra bên ngoài. Chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang tò mò đánh giá tám tòa vù hồn giới, liền cười mà nói. Phượng Cồn Hương, nếu như không ngại, thì chúng ta cùng vào xem có được không? Không ngại, không ngại. Phượng Yên Nhu cuối cùng uống quyết nói lập tức khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên che giấu nói yêu tộc chúng bụi nguyên thần vốn là tự thân trời sinh không thể và đạt được tiền đạo truyền thừa bởi vậy đây là lần đầu tiên mỗi nhìn thấy thứ thú vị như vu hồn giới diệp Húc cười hà hà cùng đang đi vào trong vu hồn giới mà thái thượng trưởng lão vệ trăn lưu lại vệ trăn đạt được ngọc lâu tám tầng cuộc đời này tù luyện đến tuyệt đỉnh mở ra ngọc lâu tầng thứ tám chính là cường giả tuyệt đỉnh tam bất diệt cảnh Vệ trần bởi vì tư chất hạn chế, suốt đời không thể đột phá tam bất diệt cảnh, tiến vào tam hoàng cảnh. Dù vậy đại vù tam bất diệt cảnh vẫn là vũ sĩ hùng mạnh nhất đương thời. Ứng tổng đạo, yêu chủ, loại biến thái không ra này, cấm bảo không hiện liền không ai có thể tranh phòng với bọn họ. Đại vù tam bất diệt cảnh, để lại phù hồn giới, tập hợp tất cả tài liệu quý trọng mà bọn họ sưu tập, bảo vận bọn họ luyện chế khi còn sống, nếu có thể thu một kiện bất diệt chi bảo. Đối phó với Ngụy Hiên Diệp Phúc liền nắm chắc mười phần. Hai người đi vào vu hồn giới, trực tiếp bỏ qua không gian tầng thứ nhất nhằm thẳng tầng thứ hai. Bọn họ vừa mới đi vào trong vua hồn giới tầng thứ hai. Diệp Phúc nhìn mọi nơi, chỉ thấy vu hồn giới tầng thứ hai vẫn giống như mấy năm trước hán tới. Các chủng đại yêu bay múa đầy trời, vu pháp tề phi, vu bảo quét ngang khắp nơi. Vệ trăn ở trong ngọc lâu của mình nuôi dưỡng ức chừng mấy ngàn yêu thú, làm cho bọn chúng ở trong đó sinh rồi nảy nở, trong đó sinh ra không ít đại yêu nguyên đan kỳ, đều là dẫn dắt yêu nguyên bình tướng, trình chiến công phạt bốn phương, ý đồ thống nhất không gian tầng thứ hai, trở thành bá chủ độc chiếm đời đây. Diệp Phúc và Phượng Yên Nhu vừa mới xuất hiện, liền bị đám yêu thú này phát hiện, chỉ thấy một con đại bàng tám cánh, đã là tù luyện ra yêu đan, múa mày cánh tay của mình, tự ra chỉ hướng Diệp Húc cười ha ha mà nói. <cười> <cười> Tân chủ nhân đời đây xuất hiện rồi, Lần này còn mang một con bé con đến đầy cho chúng ta khai vị kia. Lần trước để hắn trốn thoát, lần này dù thế nào cũng không thể buông tha cho hắn được. Một con bát túc chủ yếu kêu lên. Giết tiền thần chủ nhân gu rốt này đi, chúng ta sẽ là chủ nhân của cả thế giới này. Càng ngàn con đại yêu cùng sông lên, vụ pháp đánh đến, vụ bảo bay búa trải rộng khắp không gian tầng thứ hai, thành thế long trời lở đất. Trong lúc nhất thời, yêu vân tràn ngập sát khí ngút trời. Mấy năm trước, Diệp húc đến đời đây, bị những con đại yêu đó bức cho không thể không rút lui. Mà hiện giờ, tù vì thực lực của hắn so với trước đây đâu chỉ tăng lên gấp mấy trăm ngàn lần. Đối mặt với thế công lớn như thế, không sợ hãi một chút nào. Muốn chết sao? Diệp Phúc hử lạnh một tiếng, chiến cầu đại đỉnh từ trong tay hắn bay lên, càng lúc càng lớn, tán ra trầm trọng uy năng. Những vụ pháp vụ bảo kia còn chưa bay đến trước mặt, đã bị chấn vỡ hết, một cái cũng không còn. Áp lực khổng lồ như thế, thậm chí còn trấn áp đám yêu thú kia, đều rơi xuống từ trên không trung, bị cựu đỉnh ép cho phải quỷ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Thù hết cho ta. Diệp Phúc khẽ động tầm niệm, miệng chín khẩu đại đỉnh úp xuống, chỉ thấy từng con yêu thú bị hút vào trong đỉnh. Ngay lập tức, liền bị chín khẩu đại đỉnh luyện hóa. Mỗi khi luyện hóa được một con, trên vách đỉnh đều điền xuất hiện phù văn hình dạng con yêu thú đó. Thậm chí cả lão yêu quái đã tù luyện ra yêu đan cũng không thể chống lại cửu đỉnh. Dãy dùa một cái, để bị luyện hóa hoàn toàn, trở thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh. Bảy ngàn con đại yêu bị bột kích của hắn quét sạch, mang trên đất này lập tức trở nên trong sáng. Diệp Phúc chỉ cảm thấy cửu đỉnh đột nhiên trầm xuống, khi tế khởi uy năng tăng lên chừng hai thành, trong lòng lập tức vui vẻ. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta, uy lực lại tăng mạnh hơn vài phần, nếu có thể thu thêm nhiều yêu thú hơn, uy lực tất nhiên sẽ có thể lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa, vượt sát thuần dương chi bảo thậm chí còn có thể sánh ngang với nguyên thần chi bảo. Trong tay của hắn xuất hiện hơn 10 viên yêu đan đủ màu sắc, trực tiếp nhét vào trong tay Phượng Yên Nhu, cười mà nói, Phượng Cổ nương, ta giữ những yêu đan yêu tộc đó cũng vô dụng, giao cho cô xử trí vẫn hơn. Phượng Yên Nhu vừa mừng vừa sợ, cười mà nói, Sư Huynh, những yêu đan đó với Huynh không có mấy tác dụng, chỉ có thể luyện chế thành dược dẫn linh đan. Nhưng với yêu tộc bọn muội mà nói, tác dụng rất là lớn, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, giá trị mỗi viên nguyên đàn gần như là một tam giai linh mạch bậc ba. Ừ, luyện hóa những yêu đan này, tu vi của muội cũng có thể tăng lên nhanh chóng. Chúng ta tiếp tục tiến tới, nói không chừng còn có thể tìm được thêm nhiều yêu đan hơn. Diệp Phúc cười cười nói, đột nhiên hắn hơi ngừng ánh mắt, chỉ thấy trung tâm tầng thứ hai vua hồn giới, một tòa bảo tháp đứng sừng sững nơi đó. Tòa bảo tháp này có tất cả 9 tầng, bị chín cái dây xích sắt đen khóa lại. Xích sắt đầm xuống dưới đất, thi thoảng rung lên, phát ra tiếng vang rầm rầm, dường như bảo tháp đang rãnh rụa, muốn giải thoát khỏi sự trói buộc của dịch sắt. Phá không mà đi. Tòa bảo tháp này rõ ràng là một kiện vụ bảo. Chỉ có điều, nơi này từ trước đã có rất nhiều, rất nhiều đại yêu sinh sống. Yêu khí tràn ngập, che khuất tòa bảo tháp này, nên Diệp Phúc chưa từng phát hiện ra. Lúc này, yêu ma trong không gian tầng thứ hai này đều đã bị Diệp Phúc thù đi, dùng nhập vào trong cửu đỉnh tòa bảo tháp này mới lộ ra ngoài bảo tháp chín tầng đứng sừng sững xích sắt trói chặt chỉ thấy trong tháp yêu khí dày đặc ngưng tụ thành yêu hóa không ngừng nung đốt xích sắt ý đồ là đốt cháy sáu giày xích sắt này ra đây là huyền âm ma diễm một trong cửu đại thần hỏa phượng yên dù nhìn thấy tòa bảo tháp này sắc mặt khẽ biến lộ vẻ sợ hãi dùng giọng mà nói chẳng lẽ tòa bảo tháp này là trấn yêu tháp chuyên để đối phó với yêu tộc ta đám yêu thú vừa rồi chắc chắn là từ trong tòa tháp này trốn ra. Diệp phúc nào nào cười mà nói, vệ tràn thái thượng trưởng lão hơn phần nửa là luyện chế trấn yêu tháp chơi thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới, vệ tràn tu luyện chính là cao hư vô lượng thọ quyền kinh, cần lấy yêu khí tù luyện. Ông ta luyện chế tòa tháp này đích thật là động tầm từ với yêu tộc. Tuy nhiên những lời này hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, cười mà nói. Trấn yêu tháp có thể đối phó yêu tộc, cũng có thể dùng để phòng thân. Chỉ cần dùng được là tốt rồi, đó là một món vô bảo không tồi, thậm chí có thể giúp cô nương bắt được yêu tộc, dùng yêu đan của bọn chúng tăng tu vi cho cô nương. Tòa bảo tháp này với ta mà nói không có mấy tác dụng, không bằng giao cho phượng cô nương đi. Hắn quát lớn một tiếng, từ bên trong cửu đỉnh trên đầu đột nhiên thò ra chín bàn tay, ba Bà cái nắm lấy thần yêu tháp, sáu cái kia thì nắm lấy dây xích, dùng sức rùng rùng, đem cả tòa chân yêu tháp với cả sáu cái dây xích sắt kia nhổ hết cả lên. Bảo tháp chấn động, chấn vỡ bàn tay của hắn vù một tiếng bay đến định phá không mà đi diệp phúc hư lạnh một tiếng cầu đỉnh hợp nhất hóa thành một khẩu đại đỉnh trấn áp xuống dưới đem tòa bảo tháp này từ trên không trung ép cho phải rời xuống đất vài lần muốn bay lên lại luôn bị diệp húc áp chế phượng cổ đường ta đã áp chế nó rồi cổ đường tới tế luyện đi phượng yên dù nghe vậy vội vàng bước lên phía trước tế khởi một quả nguyên đan từ bên trong nguyên đan trào ra tứ đại thần hỏa nhiều lần đung đốt sau một lúc lâu, nàng kẹt động tâm niệm, chỉ thấy tòa bảo tháp này càng lúc càng nhỏ, bị nàng thu lên. Sư huynh, huynh cũng cần tu luyện vu pháp và cửu đỉnh, không bằng tòa trấn yêu tháp này để huynh dùng đi. Cô nàng kích động trở về, như hiến vật quý, nâng trên trấn yêu tháp cười mà nói. Nếu như cửu đỉnh của ta không trấn áp được, trấn yêu tháp cũng không được. Diệp Húc cười từ cho ý tốt của nàng ta, chớp chớp mắt. Không bằng chúng ta đi vu hồn giới tầng thứ ba thông đạo giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba vô hồn giới bị hỏa sát và thủy phong sát bao vây từng ngọn liệt hỏa đốt cháy thân thể thủy sát ngấm vào trong xương tủy ăn mòn hồn phanh và nguyên thần tuy nhiên hai loại sát khí này độ tinh khiết khá là thấp cũng không tinh thuần mấy diệp phục lúc trước không thể vượt qua mà hiện giờ lại dễ dàng đi qua tầng tầng sát khí đi vào trong không gian tầng thứ ba của vô hồn giới chỉ thấy bên trong mảng không gian này yêu khí nồng đậm hơn tầng thứ hai gấp mấy trăm lần, nhưng lại không có vật thể sống nào cả. Chỉ thấy có từng đám xương cốt yêu thú kỳ quái thật lớn, dài rác trên mặt đất. Thậm chí còn có bộ treo lơ lửng giữa không trung. Yêu khí dài đặc kia chuyển đến từ những bộ xương đó, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đẻ nén. Những hải cốt đại yêu đó tàn ra yêu khí, gần như có thể sánh ngang vị cửu đầu giao thánh mà Diệp Phúc từng gặp ở đầm lầy vân mộng thậm chí có một số bộ xương tản ra yêu khí còn mạnh mẽ hơn cả cừu đầu xào thánh. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Vệ trần thái thượng trưởng lão vì cao hư yêu liền vô lượng thọng nguyên kinh, rốt cuộc gây họa cho không ít yêu tộc. Diệp Phúc nhìn thấy tình cảnh khủng bố nơi đây, trong tâm cũng đã khiếp sợ phản phần, lầm bầm cất tiếng nói. Đó là thi cốt đại yêu đã chết không biết bao lâu, khi còn sống hầu như đều là tam thần cảnh, luyện thành nguyên thần. Vệ trăn vì tu luyện cao hữu yêu liên vô lượng thọ nguyên kinh, đã rút đi tu vi và tinh khí bọn chúng, lấy yêu quyền của bọn chúng để tăng lên tuổi thọ của mình, gia tăng tu vi, nuôi dưỡng yêu điên Đây là tính tàn khốc của vũ sĩ tu hành, cái gọi là thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ ích thì không đủ. Yêu tộc thọ nguyên dài lâu, vũ sĩ đấy tuổi thọ của yêu tộc đến để bổ sung cho bản thân đây hoàn toàn là thủ đoạn của ma đạo. Vũ sĩ ma đạo Hoàng Tuyển Thánh Tông có một số nhìn như tao nhã, bộ dáng thông thái rộm. Nhưng sau lưng, mọi người đều đã mang một đoạn lịch sử tràn ngập máu tanh. Thậm chí, ngay cả tông chủ Hoàng Tuyển Thánh Tông ứng tổng đạo, một nhân vật trông thành tú tuấn lãng như vậy, cũng đã dẫm đạp đến vô số thi thể mới đi tới được ngày hôm nay, trở thành một trong những cường giả đương thời gần như vô địch tồn tại. Hành vi này của vệ trần thái thượng trưởng lão cùng với việc ta cướp sạch kẻ khác, dùng của cải của bọn chúng để tăng lên tu vi và thực lực bản thân, gần như không có gì khác biệt. Chỉ có điều thủ đoạn của ông ta càng tàn khốc hơn thôi. Diệp Phúc thẩm nghĩ như thế. Những thi cốt đại yêu đó trải qua yêu nguyên tự thân rèn luyện. Khi bọn chúng còn sống, thân thể so với Ngụy Hiên còn mạnh hơn, cứng hơn không biết bao nhiêu. Trời sinh đã có thể sánh với vu bảo mà vũ sĩ Tam Dương Cảnh luyện ra. Chỉ cần tế luyện thêm một chút, sẽ thành một bảo vật không tồi. Chỉ có điều Diệp Húc cần lại không phải loại tài liệu này. Thứ hắn cần chính là linh mạch và tài liệu dùng cho luyện khí mà không phải những bộ xương khô. Hắn đang định lên thẳng tầng thứ tư, đột nhiên nghe một tiếng rầm vang lên. Chỉ thấy những bộ xương yếu thú đó đột nhiên đều bay lên trời. Từng bộ xương cốt lại yêu tách ra rồi hợp lại. Trong chớp mắt, hóa thành một tòa thành lớn lơ lửng giữa không trung. Tòa thành trì này chỉ tạo thành từ xương cốt yêu khí trong thành phóng lên cao, từ xa nhìn lại, xương trắng dày đặc, yêu hòa và quỷ hòa tràn ngập, có vẻ yêu dị cấp bội. Bạch cốt yêu thành ư, nhưng thì cốt đại yêu đó đã bị vệ tràn luyện hóa thành vũ bảo rồi sao? Diệp vô không khỏi tò mò vạn phần, chỉ thấy tòa bạch cốt yêu thành kia đột nhiên truyền đến một tiếng rầm. Một con bạch cốt yêu nhân thật lớn từ trong thành đứng lên, liên tục thét lớn, cầm trong tay một thanh bạch cốt cự trùy, khống chế yêu thành, vọt tới hướng Diệp Húc và Phượng Yên Nhu yêu thành từ trên trời giáng xuống tám luồng yêu khí như tám con yêu long suy một tiếng từ trong thành bắn đến cuốn đi hướng diệp húc và phượng yên nhu một đống vật chết mà cũng dám ngăn trở ta sao vạn pháp chi quyền diệp húc hừ lạnh một tiếng một cầu đại đỉnh trên đỉnh đầu thò ra một năm đấm thật lớn hùng hằng ném tới đám luồng yêu khí kia âm âm một kích đem luồng yêu khí tất cả đánh nát nắm tay này nặng như núi sau khi phá vỡ tám luồng yêu khí kia cũng không ngừng lại mà tiếp tục đánh tới bạch cốt yêu thành. Còn bạch cốt yêu nhân trong thành kia hai mắt trống rỗng giống như hai cái động đen nhìn hướng Diệp Húc đột nhiên mở cái mồm to ra rít gào vô lượng vô lượng nó vùng cái chùy lớn lên hùng hằng nện hướng vạn pháp trì quyền của Diệp Húc một chùy liền đánh vỡ năm đấm kia vù một tiếng liền cắn nuốt tất cả trần quyền trong vạn pháp trì quyền tức giận rít lên vô lượng thọ pháp truy lớn bay lên trên không trung đè xuống hướng diệp húc gần như có thể nghiến trời lật đất trong cự trùy vô số đầu lâu yêu thú quát lớn diệt 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 vụ pháp trong cao hư yêu liền vô lượng thọ nguyên kinh ư ta đây đang là giao thủ với vệ trăn thái thượng trưởng lão sao diệp phúc trong lòng không khỏi hưng phấn hẳn lên vệ trăn chết đã mấy năm nay nhưng tòa bạch cốt yêu thành lại ẩn chứa một tia tinh khí khi ông ta còn sống thảo túng cự thành công kích bất luận thứ gì dám cả gan tiến vào vù hồn giới tầng thứ ba giao thủ với tòa bạch cốt yêu thành này đó chính là giao thủ với vệ trăn hơn nữa bạch cốt yêu thành cắn nuốt trần quyền của đối thủ mỗi khi cắn nuốt một phần lực lượng bản thân điền thăng mạnh lên một phần chính là mà đạo chỉ bảo thuần chất nhất yêu tà vô cùng không chỉ có thế sau khi đánh chết đối phương tòa yêu thành này còn có thể cắn nuốt máu thịt của đối thủ để gia tăng uy năng của bản thân theo điểm này liền có thể thấy được vị ân sư và diệp húc chưa từng gặp mặt này khi còn sống tù luyện tâm pháp quỷ dị biết bao nhiêu. Cửu đỉnh cửu nguyên, vạn pháp tề xuất, phá diệt. Diệp Phúc hoành thân chắn trước người Phượng Yên nhù cửu đỉnh trôi nổi, từng con yêu thú từ trong đỉnh bay ra, tổ hợp thành một bàn tay thật lớn, đánh tới bạch cốt cự trùy. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, bạch cốt cự trùy bị một quyền của hắn đánh tan, nắm đấm của hắn lớn như núi cao, đập vào trong bạch cốt yêu thành. Một quyền đánh nát con bạch cốt yêu nhân kia, vô lượng vô lượng, bất diệt yêu thân. Bên trong bạch cốt yêu thành truyền đến hàng ngàn, hàng vạn thiên yêu thú giống to. Lại có một con bạch cốt yêu nhân rung rung đứng lên. Chỉ cần không phá hủy tọa yêu thành này, Diệp Phúc sẽ phải đối mặt với người khổng lồ vô cùng vô tận, cứ thế mà chiến đấu cho đến chết. Cựu đỉnh tể xuất, trấn áp thiên địa phòng lồi âm dương thủy hỏa sơn. Diệp Phúc hư lạnh một tiếng, trực tiếp thế khởi cửu đỉnh, cưỡng ép tòa bạch cốt yêu thành này, ép cho từ trên cao rơi xuống, còn điều nhân trong thành vừa đứng lên kia cũng bị ép ngã xuống không thể cử động vệ trăn ân sư ông đã chết rồi tất cả của cải của ông để cho đồ đệ kế thừa đi trong chiến khẩu đại đỉnh của diệp húc đều tự thò ra những cánh tay tạo thành từ thái dương chân hỏa bao phủ tọa yêu thành này tẩy trừ một lần xóa nhỏa đi tình khí mà vệ trăn để lại cho kiện vụ bảo này sau đó nhân bảo kim luân địa bảo kim luân từ sau đầu bay lên đem yêu thành tế luyện một phen chỉ tay bạch cốt yêu thành càng lúc càng nhỏ rơi xuống trong tay của hắn yêu năng của tòa bạch cốt yêu thành này không hề thua kém trấn yêu tháp hơn nữa không ai tế khởi liền có thể liều mạng với cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn nếu để, để cho diệp húc tự mình thúc giục uy lực chắc chắn càng thêm mạnh hơn nữa không hề kém cửu đỉnh của hắn ta diệp húc ngắm ghía một hồi thu tòa bạch cốt yêu thành này lại đi đến tầng thứ tư có chút cảm thán ẩn sư kiện vụ bảo người luyện chế này tuy không tồi nhưng lại không thể ăn được. Phượng Yên Du đi theo phía sau hắn, nghe hắn nói như thế không khỏi the lưỡi. Trong thông đạo giữa vụ hồn giới tầng thứ ba và tầng thứ tư trải đầy thủy hỏa hai chủng sát khí, còn thêm một chủng sơn sát, một tia sát khí liền nặng như một ngọn núi. Hơn bởi đạo sát khí ép xuống, tức thì Diệp Húc hành động khó khăn, phải tế khởi cửu đỉnh, chống cự sơn sát trấn áp mới có thể đi tới. Bọn họ thật vất vả mới xuyên qua thông đạo này, mệt mỏi kiệt lực Diệp Húc thở phù phù hồn hển mấy cái, ngẩng đông mà nhìn. Chỉ thấy hàng trăm linh mạch bị treo trên không trung, từng điều như là giải lụa buồn xuống, lay động trên không trung. Những linh mạch đó, đại đa số là tam giai linh mạch, đỏ rậm như lửa, còn có hơn 10 điều thanh sắc linh mạch, cũng bị treo trên không trung. Phát tài, phát tài rồi, Diệp Phúc lẩm bẩm nói. Những linh mạch đó là vệ tranh trưởng lão, góp nhặt. Tuy rằng chỉ có tam giai tứ giai linh mạch, nhưng số lượng nhiều, những linh mạch đó xếp một chỗ đủ để cho Diệp Húc tù luyện đến tam thai cảnh. Diệp Húc đưa tay ra, chụp tới những linh mạch đó, trong nháy mắt liền thu đi hơn 20 điều tam giai linh mạch và hai điều tứ giai linh mạch. Hắn không có mang theo ngọc lâu, nhưng linh mạch đó đều bị hắn dùng tại pháp lực trực tiếp trấn áp, thu nhỏ lại trông như còn dùn đất cất ở trong đan đỉnh của mình. Mấy trăm điều tam giai tứ giai linh mạch, đây là một món của cải thật lớn, làm cho Diệp Húc nhìn mà hoa mắt chóng mặt, bàn tay liên tục chộp tới, đem từng điều linh mạch này thu lại trong chốc lát liền thu đi một phần tư là ai quấy rầy giấc ngủ của ta trộm đi của cải của ta một luồng hơi thở khổng lồ bốc lên vô cùng áp lực luồng hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ thậm chí ép cho cửu đại ảo đan của diệp Phúc đều yên lặng xuống không thể động đậy được ngay cả phượng yên nhù cũng không thể vận chuyển nguyên đan của mình chỉ thấy mặt đất rung rung dãy núi vỡ ra một con yêu thú cực lớn dạn gần dạn cốt chậm rãi từ dưới lòng đất hiện thân ra áp lực cực lớn so với nguyên thần của lão già râu dài bi trắng trưởng tôn gia kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Đây là một con dị thú thượng cổ tên là đào ngột, mặt người, móng hổ, răng heo, lồng tóc quanh thân như gai, hình thể như là ngọn núi, từ dưới lòng đất dâng lên, làm cho người ta có một hơi thở nguy hiểm vô cùng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nguyên thần thứ hai của vệ tranh trưởng lão ư. Không ngờ, nguyên thần thứ hai của ông ta không chết. Sao lại có thể như vậy được chứ? Cửu đỉnh hợp nhất. Diệp Phúc không kịp thu những linh mạch khác. Vội vàng bắt lấy cổ tay Phượng Yên Nhu. Vội vàng thu về phía sau. Cửu đỉnh hợp làm một. Cưỡng ép ba loại sát khí trong đỉnh. lao đi ra khỏi thông đạo. Chỉ thấy phía sau bọn họ, con đào gột kia tức giận rít lên. Một móng vuốt đầy lông mượt mà, thật lớn thò vào trong thông đạo. Chộp tới hướng hai người bọn họ vô số thủy hỏa sơn ba loại sát khí đánh tới móng vuốt ấy còn chưa tới gần đã bị chấn cho đổ tung không còn nữa đây là nguyên thần thứ hai của vệ trăn uy năng mạnh mẽ thái quá móng vuốt thỏ ra hơn 10 dặm giống như kình thiên chi chủ và bắt lấy đem diệp húc phượng yên du bao phủ bên trong diệp húc cảm giác được cực kỳ nguy hiểm nếu bị cái móng vuốt này bắt được dù thân thể của hắn có mạnh đến đâu chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt gì là thiền địa tháp hắn mở miệng quát lớn cựu đại ảo đàn đều lao vào trong dì là thiền địa tháp cùng lúc đó phượng yên dù cũng tế khởi nguyên đàn của mình dung nhập vào trong dì là thiền địa tháp cùng hắn hợp lực thúc giục tòa bảo tháp này đem uy năng kích phát đến lớn nhất diệp Phúc tức giận gào thét hai tay nâng tòa bảo tháp này lên phượng yên dù cũng đặt hai tay lên trên bảo tháp đánh ra đằng sau chỉ thấy tòa kim tháp ba tầng này được hai người nâng lên chắn ngang thông đạo chống lại cự trào của đào ngột chỉ nghe tiếng cọ sát chói tai truyền đến gì là tiền địa tháp bị đánh bay đi diệp húc và phượng yên Nhu khóe miệng tràn đầy máu tươi cựu đại ảo đan đều bị đánh nát hóa thành chín con sông chân nguyên rơi vào trong đỉnh nguyên đàn của phượng yên Nhu cũng gần như là bị cự lực đánh nát trên nguyên đàn đầy là vết rạn nứt hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn bị luồng cự lực này đánh cho bay ngược ra khỏi thông đạo lảo đảo rơi xuống đất thân sắc cực kỳ mệt mỏi cự trảo của con đào ngột này thò ra thông đạo chộp tới chộp lùi trong không gian trong không gian cua cua được bất cứ thứ gì lúc này mới từ từ rụt về diệp phúc và phượng yên Nhu liếc nhau lòng còn sợ hãi bọn họ tuyệt đối không ngờ nguyên thần thứ hai của vệ trăn thái thượng trưởng lão lại không chết mà lâm vào trong ngủ say nguyên thần thứ hai của cường giả tam bất diệt cảnh mạnh mẽ vô cùng chúng ta có thể chạy thoát khỏi thay của nó quả thật vô cùng may mắn nguyên thần thứ hai của vệ trăn sao vẫn còn sống ở đây Diệp Hùng thu hồi cầu đỉnh, nhìn thoáng qua thông đạo, chỉ thấy cuối thông đạo có một tròng mắt thật lớn, đồng tử dựng thẳng đang theo dõi hắn. Đây là con mắt của Đào Ngột, tiến đến trước thông đạo nhìn xem động tĩnh của bọn họ. Đồ ăn trộm, trộm linh mạch của ta. Đào Ngột rít lên. Vệ Trần sư tôn, ta là đồ đệ Diệp thiếu bảo của ngươi, đệ tử lấy đồ của sư phụ không tính là ăn trộm. Diệp Hùng chớp mắt cười nói. Ngươi vào đây, ta bóp chết ngươi. Đào Ngột làm ngơ, tiếp tục cao giọng cao thét. Diệp Bốc và Phượng Yên Nhu đi ra phù hồn giới, trong lòng còn đang buồn bực lẩm bẩm nói, nguyên thần thứ hai của vệ trăn sao vẫn còn sống nhỉ? Không phải là sau khi vũ sĩ chết, nguyên thần cũng tiêu tan sao? Chẳng lẽ vệ trăn trưởng lão chưa chết? Không thể nào, ngọc lâu của ông ta phần giải thành phù hồn giới rồi. Phượng Yên Nhu sắc mặt tái nhợt, tế khởi nguyên đan của mình, lấy tư đại thần hỏa không ngừng rèn luyện, chữa trị vết nứt trên nguyên đan, dịu dàng nói, sư huynh, nguyên thần thứ hai cũng không phải nguyên thần của bản thân vù sĩ, mà là đoạt lấy nguyên thần của vù sĩ khác luyện chế mà thành. Tuy nhiên là nguyên thần thứ hai, nhưng thật ra cũng là một kiện vũ bảo. Chẳng qua là tự có ý thức và công hiệu nguyên thần, hơn nữa có thể trưởng thành được. Dù là chủ nhân chết rồi, nguyên thần thứ hai cũng sẽ không chết, mà sẽ tồn tại thêm một đoạn thời gian rất dài, dựa theo bản năng mà hành sự. Diệp Phúc cẩn thận hỏi, chẳng qua Phượng Yên Du cũng không biết nhiều về nguyên thần thứ hai mình bồi cười nói nguyên thần thứ hai loại pháp môn cao thầm thần ngoại hóa thần này chỉ có đại vu tam thương cảnh mới có thể tù luyện muội cũng từng nghe cha nhắc đến không bằng chúng ta trở lại thiên yêu cung hỏi trang bội đi ông ấy rất dễ nói chuyện chắc chắn biết thì sẽ nói cuối cùng đang còn bổ sung một câu trang bội thật sự rất dễ nói chuyện đấy nếu trang bội nhìn tay ta chỉ sợ sẽ không dễ nói chuyện không cưng còn lập tức nằm thịt kẻ như ta bắt cọc hai đứa con gái của lão như vậy sao mà chịu nổi Diệp Phúc thẩm nghĩ, cựu đại ảo đan của hắn bị thương không nặng, rất nhanh lại ngừng tụ thành ảo đan, thân thể tổn thương cũng rất nhanh phục hồi trở lại. Đáng tiếc không thu được hết linh mạch, nếu không ta đã có đủ linh khí để mà tu luyện đến tam thai cảnh rồi. Muốn thu những linh mạch đó, phải chế phục được nguyên thần thứ hai của vệ trăn. Nếu ta có thực lực này thì cũng có thể dễ dàng làm thì được ngụy hiên. Diệp Húc không khỏi lắc đầu, hoặc một cãn nổ bộc dò hỏi, Ngọc Nương ở chỗ nào? cùng lão gia nửa năm trước về núi một lần, sau đó được Vinh lão gia mời đi, nghe nói là đi Hằng cổ ma vực tầm bảo, tên hầu kia cùng kính đáp. Diệp Phúc nào nào, Hằng cổ ma vực chính là khi 18 tầng địa ngục, lục đạo luân hồi viễn cổ tàn biến, 18 tầng địa ngục bị người ta đánh nát, hình thành 18 không gian độc lập, chính là nơi sinh tồn của thiên ma cổ ma, bên trong bảo vật vô tận, cương giả khắp nơi, thậm chí còn có thể tìm được bảo vật mà tiên nhân viễn cổ luyện chế ra hàng cổ ma vực là một nơi vô cùng nguy hiểm thiên ma sinh sôi ma đầu khắp nơi thậm chí không thiếu thiên ma thành lập vương triều cùng với đại phái như tam cung lục phái so với cổ cồn tuần thánh địa còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần kẻ mà tu vi không đủ hùng mạnh thì đi vào trong đó lịch luyện chỉ có một con đường chết thế giới vù hoàng và hàng cổ ma vực không ở trong cùng một thời không nhưng một ít vụ bảo cực kỳ mạnh mẽ lại có thể đánh xuyên qua thành lũy tiến vào bên trong ma vực chỉ như những loại bảo vật như thiên ma sách, linh đùng hoàng kim bảo tháp, liền có thể khai thông thời không. Vũ bảo ở một chỗ khác, thậm chí còn có thể đánh sâu vào trong thời gian, tìm được vị trí của hàng cổ ba vực. Hiện bất diệt trị bảo tình chủ đại điện này cũng có phần dũng mãnh để sử dụng. Nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão trên quan tinh phong này thường xuyên đánh xuyên qua thời không, tiến vào hằng cổ ba vực, tìm kiếm di tích thời viễn cổ, cùng với săn bắt ma đầu cao đẳng. Chỉ là lấy thực lực hiện giờ của Diệp Húc còn không thể phát huy uy năng của tòa đại điện này đến trình độ đánh xuyên không gian được. Ta cần phải tu luyện, cần không ngừng đột phá, sống lên tam thai cảnh, thậm chí là tam dương cảnh. Nếu không lấy tù vì hiện tại giao phòng chính diện với quỷ Hiền, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lập tức tuyên bố bế quan, tiến vào tình chủ đại điện, đồng thời tu luyện cửu chuyển nguyên công và phản kiếp vô lượng tâm kinh, dẫn động lồi kiếp của hai ảo thai, cửu phẩm của mình, không ngừng lấy lôi điện chỉ lực để mà rèn luyện thân thể nguyên thần của hắn cũng đang không ngừng tu luyện gì là thiên yêu đế nguyên thần chân dài nguyên thần được hắn tế luyện đắm chìm trong lối kiếp không ngừng lấy tử tiêu thiền lồi tẩy lễ trở nên càng cứng chắc hơn sau tử tiêu lôi kiếp của ảo thai cửu phẩm chính là lôi trì diệt kiếp nguyên thai kỳ loại lối kiếp cực kỳ khủng bố bản kiếp môn đã có không biết bao nhiêu phù sĩ chết trong đại kiếp nạn này nhưng hiện giờ cửu chuyển quyền công của ta cũng đã tăng lên đệ nhị chuyển trừ thiên thập đạo lại tu luyện đến cảnh giới để bát trọng, lôi trì diệt kiếp cũng không diệt được ta. Diệp Quốc tiếp tục truyền tầm tu luyện, không lâu sau, vạn kiếp vô lượng tầm kinh của hắn lại đột phá. Bồn tầm pháp này đã tới cảnh giới đan đỉnh tam phẩm, dẫn động lôi trì diệt kiếp. Kiếp vần trực tiếp hóa thành một tòa lôi trì, bao phủ lấy hắn, lôi quang vô cùng vô tận tuôn vào mỗi một lỗ trần lồng, mỗi một tiềm máu thịt, mỗi một sợi tóc âm âm nổ khắp nơi. Nhưng lôi quang đó một luồng to tầm sợi tóc thôi đã có thể làm cao thủ nguyên đan kỳ nổ tung tàn xương nát thịt. Nhưng Diệp Phúc giờ đây, thân thể mạnh đã đạt tới độ cao của cường giả tam thần cảnh, thậm chí so với cường giả tam thần cảnh bình thường còn mạnh hơn hẳn. Uy lực của lôi trì diệt kiếp đối với hắn mà nói cũng chỉ có một tác dụng, chính là tẩy đi thần thể và nguyên thần, khiến cầu chuyển nguyên công của hắn tăng nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, vạn kiếp vô lượng tầm kinh tăng lên ảo đan ngũ phẩm, sánh ngang với tu vi bản thân, vượt qua 12 lần lôi kiếp. Lôi kiếp của hắn đã vượt qua đôi trì diệt kiếp nguyên thần thai kỳ, đạt tới trình độ thuần dương phá diệt đại kiếp tam dương cảnh. Thuần dương phá diệt đại kiếp so với lôi trì diệt kiếp khủng bố gấp trăm lần, lôi kiếp hóa thành thuần dương thiên lôi, mỗi một kích đều có ủy lực của thuần dương vũ bảo. Hơn nữa, theo kiếp số tăng lên, uy lực cũng không ngừng mạnh lên. Nếu đạt tới dương thần kỳ cuối cùng, ủy lực của nó liền cung cấp cùng cấp với thuần dương Vũ bảo đã vượt qua 9 lần sát khí tẩy lễ, được vũ sĩ dương thần kỳ toàn lực tế khởi, có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Húc chỉ vượt qua thần dương phá diệt đại kiếp lần thứ hai, tạm dương cảnh, liền có cảm giác không chịu nổi. Một một luồng thiền lồi hạ xuống, uy năng đó chỉ kém tình hình khi Lý Huyền Tố tế khởi linh lùng hoàng kim bảo tháp vài lần. Hắn đau khổ chống đỡ mới cố gắng chịu được đại kiếp nạn này, thân thể gần như bị đánh cho nát bấy, nhưng vượt qua lần đại kiếp nạn này đã khiến cho cầu chuyển quyền công của hắn tăng lên để ngũ chuyển, thân thể cường độ tăng lên không ít lần, mạnh mẽ vô song. Nếu gặp lại loại cao thủ tam dương cảnh, thần dương kỳ như Lý Huyền Tố, dù đối phương tung ra thuần dương chi bảo, ta cũng có thể ngạnh kháng được mấy cái. Diệp hốc phá quan mà ra, thỏa thuê mãn nguyện, tuy rằng hiện giờ hắn vẫn không thể tranh phòng với bậc cao thủ như Nguyễn Hiên, nhưng thực lực của hắn đã vọt lên đến mấy lần. Sư huynh, Phía sau huynh Phượng Yên dùng ngơ ngác nhìn sau lưng hắn Thất thanh nói Phía sau ta làm sao cơ Diệp Phúc buồn bực vạn phần Quay đầu nhìn lại Lập tức nhìn đến một cảnh tượng Khiến cho hắn giật mình Chỉ thấy sau lưng hắn Một gốc cây to dựng thẳng Gốc quái thụ này toàn thân như ngọc khắc thành Quanh thân đầy vảy giống như lòng lân Đại thụ múa mày vù số những cái rễ Chậm rãi du động trên không trung Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra gốc đại thụ này đúng là nguyên thần của bản thân hắn trước đây nguyên thần của hắn vô hình vô chất chỉ có thể dùng vu bảo loại thông tâm thần kính hay dùng tâm cảm ngộ mới có thể phát hiện ra nhưng lúc này đây hắn liên tục vượt qua 12 lần đại kiếp Tây lễ nguyên thần của hắn nhanh chóng trưởng thành không ngờ biến thành trạng thái hữu hình vô chất mắt thường có thể thấy được đây là khi vũ sĩ tu luyện gọi là nguyên thần hiền hóa chỉ có cao thủ tam thai cảnh mới có thể làm được một bước này diệp phúc khổ tu gì là thiện yêu đế nguyên thần chân dài? ngày đêm lấy thách dương chân hỏa rèn luyện nùng đốt, lại thêm lôi kiếp tẩy lễ, cuối cùng cũng khiến cho nguyên thần của hắn nâng cao, đạt tới độ cao nguyên thần hiển hóa, cường độ nguyên thần đơn thuần liền có thể sánh ngang với cường giả tam thải cảnh.